các bạn đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang theo dõi Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay, như thường lệ thì chúng ta sẽ gặp gỡ một bạn fan và sau đó chúng ta sẽ đón chào thần tượng để xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay. Nhưng riêng hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ khách mời, hãy cùng chào đón Á hậu Mâu Thủy. Bình thường thì Thủy có hay gặp gỡ các bạn fan của mình không? Bình thường Thủy không có thường xuyên để gặp fan mà cũng như kiểu nói chuyện trực tiếp một một với nhau. Hôm trước thì Thủy có mở một cái họp fan online thì rất là vui, nhưng mà rất là mong muốn là gặp các bạn ngoài đời. Không biết là trong cái bữa họp fan đó có bạn này hay không, Thủy có biết mặt bạn này hay không, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ bạn fan may mắn ngày hôm nay nha. Xin mời. Em xin chào anh MC, chị Mâu Thủy và khán giả của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ạ. Dạ em tên là Lê Trung Kiên ạ. Hiện tại em đang là sinh viên và em đang đi hát. Em có một kỷ niệm với chị Thủy là em đã viết tặng cho đội tình nguyện viên của chị Thủy một bài hát và chị Thủy đã có khen bài hát đó. Em cảm thấy rất là vui khi mà ngày hôm nay được đứng đây gặp chị Thủy ở ngoài ạ. Kiên có thể thể hiện một đoạn trong ca khúc đó được không? Dạ, bài hát đó được mang tên là Việt Nam Tiến Lên. Em xin hát một đoạn nhỏ của đoạn điệp khúc ạ. Đồng ý. Việt Nam tiến lên tay đan bàn tay, cùng chung quyết tâm cho sân vì sân. Mồ hôi đã rơi trong bao ngày qua, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Việt Nam tiến lên ta đi cùng nhau, ngày mai nắng lên xua tan mây đen. Đừng lo lắng chi hay vững tin lên, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Wow. Ca khúc này là Thủy đã được một người anh làm hẳn một cái clip luôn. Và Thủy vào đó thì có khen là chắc là Kiên thấy đúng không? Thật ra là khi mà mình làm tình nguyện viên mình cũng không có nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng mà khi mà các bạn fan mà đáp lại cho mình bằng tình cảm đó thì Thủy cảm thấy rất là vui. Vừa rồi chúng ta đã được gặp gỡ nhau, thần tượng và bạn fan. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Và chúng ta đang có mặt ở phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Đây là một cuộc giao lưu trò chuyện giữa một bạn fan và thần tượng của mình. Chúng ta có thể thoải mái đưa ra những câu hỏi và những thắc mắc mà mình mong muốn được giao lưu trò chuyện với người mà mình yêu thích. Thủy thì cũng sẽ phải có một lời hứa với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, đó là mình sẽ trả lời thật 100% với Trung Kiên cũng như là với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình nữa. Thủy sẽ hứa là mình sẽ trả lời sự thật 100% những câu hỏi. Thực ra thì các bạn ấy đến đây thì cũng sẽ quan tâm đến vấn đề như là công việc của mình nè, những cái dự án của mình nè, rồi cá nhân của mình một tí về chuyện tình cảm, hay là những cái bạn nam, bạn nữ đến đây thì thường hay hỏi về gu yêu thích của thần tượng của mình như thế nào. Lát nữa em quảng cáo giúp em luôn được. Quảng cáo luôn, được. Cái gu mà người đàn ông yêu thích á là đừng nên quá giàu, bởi vì giàu quá rồi họ sẽ bận lắm. Vừa vừa thôi, trung lưu ha mọi người. Hài hước nè, ga lăng thì là perfect, nhưng mà kiểu hơi mụm mỉm chút xíu. Chưa gì là mình đã khai thác được một câu rồi mà không tốn một câu hỏi nào đúng không? Trung Kiên, bây giờ Trung Kiên chỉ mình sẽ đưa ra những cái thắc mắc và những câu hỏi mà mình muốn quan tâm tới Mâu Thủy. Dạ thì câu hỏi mà em muốn dành cho chị Thủy thì em có theo dõi chị và biết chị có tham gia tình nguyện trong đợt chống dịch vừa rồi, thì kỷ niệm nào mà chị nhớ nhất trong đợt vừa qua? Thủy có đi tham gia tình nguyện viên trọn vẹn như là 3 tháng trong khoảng thời gian nó vô cùng ý nghĩa luôn. Khi mà làm xong thì các bạn thật ra là xã hội ở ngoài rộng lớn quá mà mình chưa biết hết. Thủy chỉ biết gia đình, thì biết fan, biết công việc, partner của mình thôi chứ không biết về xã hội. Và bây giờ mình có một cái lần cơ hội để mình trải nghiệm như vậy.
kỷ niệm vui là khi mà tổ chức để kiểm tra test định kỳ cho mọi người ở trong một cái con hẻm ở Bình Thạnh thôi nha. Dựng cái trạm ở đó ngay trong hẻm thì ở trên có bán trà bồng. Thì cô đó cũng đem 6 bịch trà bồng ra cho 6 người bảo vệ cũng như thế. Thì Thủy nói là thôi cô để dành bán đi, tụi con có đủ đồ ăn rồi. Dịch đã bán không được rồi còn đi cho nữa nha. Cô nhất quyết cô cho bởi vì thấy là tình cảm rất, mọi người có tình yêu rất là nồng nhiệt. Em nghĩ là nếu mà không có dịch đó, thì em sẽ không có một khoảng kỷ niệm ý nghĩa như vậy được. Nhưng mà lúc mà mình chuẩn bị mình đi làm tình nguyện viên như vậy á, thì mình có sợ là ở đó nó sẽ có nhiều bệnh nhân F0 mà mình không biết, rồi mình có sợ bị lây bệnh không? Mình cũng nghĩ rằng ủa nếu mà ai cũng sợ ai làm, việc dễ dàng ai cũng chọn rồi gian khổ cho ai. Thì cũng nghĩ rằng ủa nếu mà mình mắc bệnh thì sao, có nặng tới nỗi mà phải qua đời không? Nhưng mà nếu qua đời thì sao, thì cuộc sống của mình nó cũng ý nghĩa mà. Thì nói chung là mình suy nghĩ ra nhiều hướng, mình thấy ồ thật ra nó xứng đáng thì mình làm. Nhưng mà khi làm xong thì thấy nó được nhiều hơn là nó mất, đúng không? Cho nên là ngày hôm nay có cái câu chuyện đầu tiên trong cái buổi trò chuyện này. Dạ, với em thì là chị Thủy có cá tính khá là mạnh. Không biết có phải là do cái cá tính mà mình quá mạnh mẽ đó nên là hiện tại mình vẫn còn độc thân hay không ạ? Lúc mà Huy coi những cái chương trình mà Thủy làm á, nói trời ơi sao em mình dữ dằn quá vậy, đúng không? Thì chắc chắn là Kiên cũng có xem những chương trình đó cho nên là chắc là thấy cá tính mạnh mẽ đó cho nên là mới thắc mắc về vấn đề này. Thật ra là đó là một cái tính chất công việc thôi em. Công việc nó về thời trang á, mình phải bảo vệ cái quan điểm của mình cho nó rõ ràng nhất quán nhất, để cho người xem biết rằng cái công việc của mình đang làm như vậy. Giống như khi tham gia một talk show thì Thủy cũng thoải mái thì nói chuyện với mọi người thôi, chứ mình không có kiểu anh đừng hỏi vậy, anh đừng hỏi vậy, thì nó không đúng cái tính chất công việc đó. Một show truyền hình thực tế á, mà mình cứ kiểu vui vẻ thì nó không thực tế. Mình không thắng được mình cũng quạo, thì mình cũng để cho người ta biết là mình quạo, thì cái đó là chuyện rất bình thường. Và chị nghĩ rằng nếu mà con trai nhìn vô thì sẽ hơi hoảng chút xíu, đúng không? Đặc biệt là mấy bé tuổi 20 này nọ, 21 này nọ. Nhưng mà không có nghĩa cái điều đó làm cho chị không có người yêu nha, nha bé. Dạ thì không biết là chị Thủy khi mà làm nghệ thuật thì chắc chắn sẽ vướng rất nhiều vấn đề về stress hay là scandal, thì không biết là chị giải quyết nó như thế nào ha? Chị thì có một cái thú vui rất là con gái nha em. Ví dụ giống như là nếu mà mình stress quá thì mình có thể vẽ tranh số hóa. Ý là mình không có phải tự sáng tác cho cái bức vẽ đó, thì mình ngồi mình tô màu hoặc là mình gắn mình đính đá. Chị thích làm cái đó mà có thể bỏ ra cả ngày luôn á, lắp ráp những cái mô hình đồ chơi mà ngôi nhà mơ ước đó, kiểu như vậy. Em thì có âm nhạc và chị cũng có những điều đó. Đôi khi là chạy bộ chẳng hạn. Anh bất ngờ lắm hả? Anh hơi bất ngờ, anh không nói nên lời. Thì hôm nay tới đây em có một cái sứ mệnh rất là lớn. Sợ vậy? Đó là em có một câu hỏi từ bạn gái em muốn dành riêng cho chị Thủy. Tức là bạn gái em cũng có làm về người mẫu. Thì bạn gái muốn hỏi là với một người mới như vậy thì những khó khăn khi mà mình làm nghề và cũng là cách như thế nào để mà mình có thể giữ lửa được nghề. Một câu hỏi lớn nha. Bạn gái người mẫu luôn. Thật ra là đối với cái nghề này á, nếu mà sau này chị có con á, chị kêu con đừng làm. Tại vì nghề này phải nổi tiếng mới được. Nó phải nhiều yếu tố lắm. Giữ dáng, làm đẹp da, đẹp răng. Nói chung là mình phải perfect ở bên ngoài hết. Ở bên trong mình nói chuyện ra mình phải có kiến thức nữa. Làm cái nghề này thứ nhất em phải siêng nè. Thứ hai phải tham vọng. Ý mình nói tham vọng thôi chứ không phải tham lam. Mình tham vọng mình tới cái mốc này mình phải đạt qua cái mốc này, mốc kia. Em xin cảm ơn những chia sẻ của chị Thủy. Vậy là em đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Nhưng mà giờ chị muốn em chia sẻ lại nè. Rồi bây giờ muốn chia sẻ. Đó. Giờ hỏi ngược em lại nè. Em với bạn gái em quen bao lâu rồi? Em với bạn gái em quen được 1 năm mà. À 1 năm vậy là 19 tuổi quen nhau rồi. Dạ. Oh wow. Ý là quen khi mà em ra trường đi hát gặp quen hay dạ, là... Dạ đúng rồi. Dạ khi mà em có một buổi biểu diễn thì em gặp bạn đó ngồi làm khán giả. Lãng mạn quá. Mê giọng hát. Rồi mê luôn anh chàng ca sĩ.
Qua phần đầu tiên thì Trung Kiên cảm thấy như thế nào? Cảm thấy rất là vui và đỡ rung hơn rồi. Còn Thủy thì như thế nào? Thủy nghĩ là mấy fan của Thủy là sẽ nhí nhố, nó kiểu luôn luôn có năng lượng trong người á. Khi gặp mà Kiên á thì Kiên chắc là do hồi hộp á đúng không? Do hồi hộp rồi xong rồi nghĩ là thần tượng với lại fan có khoảng cách đúng không? Nhưng mà không có gì đâu, chị rất là bình thường luôn á. Em cứ giống như là kiểu mà em trai chị ở trong nhà là được rồi, đừng có hồi hộp. Có hồi hộp không vui. Hồi hộp không vui đúng không? Vừa đủ để cho một cái cuộc trò chuyện với nhau ở phần đầu tiên. Và chúng ta sẽ đến với phần thứ hai, chúng ta sẽ năng động hơn, chúng ta sẽ tham gia một cái mini game. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại đường chuyển kênh nha. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với phần 2 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và phần 2 này chúng ta sẽ tham gia một mini game nho nhỏ giữa Mâu Thủy và bạn Trung Kiên. Trò chơi thì cũng rất là đơn giản thôi. Hai bạn sẽ giữ thăng bằng. Mỗi lần sẽ đặt hai quả bóng lên mặt phẳng và chúng ta sẽ di chuyển ngang. Rồi di chuyển như thế này để giữ hai quả bóng còn ở trên mặt phẳng này và sau đó chúng ta sẽ thả vào trong chiếc lỗ này. Đây, trong khoảng thời gian 3 phút nếu như chúng ta cho vào đây được 10 quả bóng, chúng ta sẽ giành chiến thắng ở thử thách này. Mọi người hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Và Kiên nghĩ là trong thời gian 3 phút Kiên với lại Mâu Thủy sẽ mang về đó bao nhiêu quả bóng? Chắc là 12 đi. 12. 25. Hả? Quá tự tin. Bây giờ hai bạn sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Thể hiện tinh thần đồng đội đi nào. Vô. Rồi. Sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu phần thi này. Chúng ta sẽ di chuyển hai quả bóng về đích nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Di chuyển nào. Wow, giữ thăng bằng rất tốt. Giữ thăng bằng rất tốt. Thổi em. Nhẹ nhàng. Cái đầu tiên, một quả bóng đầu tiên. Quả bóng này nông lắm. Trời ơi. Bóng đầu, trời ơi. Đây, chị cầm em. Mình nghĩ là với sự dự đoán của Mâu Thủy 25 quả bóng trong 3 phút thì cũng có cơ hội lắm à. Nhưng để xem họ có còn điêu luyện giống như lúc đầu nữa hay không. Quá đơn giản. Một quả rồi, hai quả rồi, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Thấy sự khó khăn ở trong phần chơi thì chưa? Đặt hai bên. Chúng ta hãy nhanh tay lên nha, đặt một lần hai quả bóng và di chuyển thật là cẩn thận. Thật cẩn thận, thật là tỉ mỉ và khéo léo nào. Giữ lại. Rồi. Bình tĩnh. Hay quá. Một quả bóng vẫn được tính. Đã có 3 quả bóng được cho vào lọ rồi. Tiếp tục. Hãy nhẹ nhàng và thật bình tĩnh và hãy đưa hai quả bóng đến đích. Nếu như không, chúng ta sẽ quay lại từ đầu. Quay lại từ đầu. Hết cơ hội. Phải đưa đến đích thì mình mới được tính à. 1 phút đã trôi qua, chúng ta đã có được 3 quả bóng được cho vào lọ rồi. Bình tĩnh nha. Thật chậm rãi. Có vẻ như họ đã có kinh nghiệm. Nhưng đường đi hơi lệch một tí. Quyết định xem cho quả nào vào trước. Một trái đã vào rồi. Bình tĩnh. Nhìn cái người lái, nhìn cái người đối diện nè. Rất hồi hộp à. Mô Thủy đang rất căng thẳng trong phần thi này. Nhìn cái người vô bên đó, nhìn người lại giống chị nha. Dạ rồi. Bình tĩnh. Nhẹ nhàng thôi, hãy giữ cho quả bóng đứng yên và chúng ta hãy di chuyển một cách thật là từ tốn và đã đến đích được rồi. Liệu họ có cho vào hai quả bóng được không? Thôi. Bên nào trước? Bên kia đó, là bên của chị trước á. Ok. Đây mà cần một sự thống nhất của đồng đội nữa. Rồi, bình tĩnh nào. Rồi. Rồi, xuống lại nè. Còn 30 giây cuối cùng. Bình tĩnh. Em cầm vậy nè. Đố nó ngã hả? Đố nó lại cái sự chênh lệch về hướng đúng đi rồi.
Rồi, có một sự gian lận nhẹ nhàng ở đây. Để xem họ sẽ... 5 giây cuối cùng là hết giờ rồi đúng không ạ? Để xem. Để xem trong thời gian 3 phút Mâu Thủy và Trung Kiên đã mang về bao nhiêu quả bóng. Xin mời. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy dễ dàng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chỉ 6 quả bóng thôi. Mâu Thủy và Trung Kiên không hoàn thành thử thách của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Chính vì vậy hai bạn sẽ phải chịu một hình phạt đến từ chương trình. Như vậy là ở thử thách vừa rồi thì Mâu Thủy và Trung Kiên đã không thể vượt qua. Cho nên là chúng ta sẽ đến với một hình phạt nho nhỏ thôi. Hai bạn sẽ phải tạo 5 dáng vô cùng dễ thương, ngộ nghĩnh và hài hước trên nền nhạc của chương trình. 5 dáng đúng không? Đúng rồi. Đây. Xin mời âm nhạc ạ. Một dáng. Ok, dáng thứ hai. Rồi, dáng thứ ba. Hợp lý, dáng thứ tư. Dáng thứ tư. Em đánh đây chị sợ. Dáng thứ tư. Dáng thứ năm. Dáng nào, thứ năm. Dáng cuối cùng thiệt là đặc sắc nè. Em về phát tay chị. Rồi rồi, dịu dàng hơn tí nè. Chàng trai dịu dàng hơn tí nè. Chàng trai dịu dàng hơn tí nữa nào. Dịu dàng hơn xíu nữa nào. Dịu dàng hơn nữa đi nào. Đủ rồi, đủ rồi, đủ. Đủ rồi. Để đánh dấu ngày hôm nay hai bạn đã đến tham gia chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, chúng tôi cũng có một món quà dành tặng cho hai bạn. Đây, một món quà từ Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao dành tặng cho Trung Kiên và Mâu Thủy. À, cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian để ngồi trước màn ảnh nhỏ để theo dõi chương trình cùng với chúng tôi. Hy vọng là quý vị sẽ không quên khung giờ phát sóng quen thuộc, đó chính là 13:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Hôm nay là một ngày rất là ý nghĩa khi mà mình gặp fan của mình và fan muốn biết những cái công việc, cái đời sống của mình như thế nào thông qua các trò chơi, thì cảm giác như là Kiên, giống như Kiên đang giấu ngầm cái sự tinh nghịch của mình á. Và chương trình thì ngắn quá cho nên là Kiên không có kịp thể hiện. Ấn tượng lần đầu mình gặp chị Thủy đó chính là wow, chị cao quá. Mình cảm thấy rất là vinh dự khi mà tới đây được gặp chị. Chúc cho chị luôn luôn thành công trên con đường sự nghiệp của mình.